để nâng cấp cho những chiếc Garshasp cũng như tạo ra được Corroboradox. Game đã thực hiện chế tạo thành công một chiếc Garshasp đôi, nhưng nó chưa có bất kỳ tựa game nào đại diện cho nó. Hắn đã giao cho Barok tìm ra một tên Burgester thử nghiệm Garshasp này. Thế nhưng trái lại với mệnh lệnh của game, Barok đã đưa nó cho SA. Mặc dù biết khi sử dụng một con người, nó sẽ phóng thích Burgester virus cực lớn, làm cho người sử dụng hoàn toàn tan biến. Chưa nói tới sức mạnh bất tử của game level 10, chỉ đơn giản là sự ao cấp trọng trọng khi sức mạnh mạnh nhất của họ chỉ có Dragonite Hunter Z là thuộc level 5 mà thôi. Chênh lệch là quá lớn, bất chấp tất cả những rủi ro có thể xảy ra. Nguồn sức mạnh từ thiên tài game thủ êm đánh thức một trò chơi hoàn toàn mới, đến cả game cũng không thể nào lường trước được. Mighty Brother WX với hình dạng Double Action Gamer Level X vẫn giống như level 1, với sức mạnh của nó là 10. Tất cả tạo hình đều tương tự với level 1, cục mịch hai màu đó. Phần tóc của nãy đã được chuyển hóa hai màu ngầu hơn. Màu tóc cũng được chia làm hai nửa, một nửa màu xanh và một nửa còn lại màu cam. Khả năng quanh cũng tương tự hình dạng trước. Tất cả đều là sự linh hoạt của level 1. Khả năng tấn công cực mạnh đến từ sức mạnh áp đảo từ level 10, làm cho game cũng không nào kịp trở tay, cho dù cả hai ở ngang level với nhau. Nhưng tất cả gì chúng ta trông chờ không phải là hình dạng ục mịch, mà là hình dạng của Kamen Rider kích hoạt Garshasp cùng với Gamer Driver chuyển hóa thành level WX, không phải 1 mà là 2SA, với cả hai Rider đều có level 10. Vậy đây có thể coi chính là level 20 của Color SA. Thay vì gương mặt của level trước đó gắn phía sau lưng của SA, nó gắn vào hai bên vai, tạo ra hai Rider ráp lại thành level trước đó của họ. Mái tóc của hai Rider này cũng như toàn bộ cơ thể là hai màu sắc đối ngược lại với nhau, cam và xanh ở hai nửa và phần gương mặt. Phần ngực của nấy cũng được thay đổi thành chính hình vuông, nhìn rất giống biểu tượng của chiếc Rubik, cũng như vòng tròn được biểu thị bởi những hình dạng giống như nút bấm khác. Cũng có khả năng là chiến đấu linh hoạt dựa trên action game, nhưng đây, điểm đặc sắc nhất của nó chính là action game đôi. Đây là trò chơi hai người chơi, và khi cả hai tâm đầu ý hợp, họ sẽ có những màn phối hợp combo với nhau cực kỳ đẹp mắt. Trong trận chiến với tên Burgester, khi cả hai sử dụng và đảo thanh gươm Gashacon Key Slasher, cũng là một dạng gươm chuyển hóa thành súng nhưng đơn giản hơn nhiều so với hình dạng Gashacon Breaker, giúp cho SA từ một Rider thuần về cận chiến chuyển thành một Rider có khả năng tấn công cả từ xa lẫn cận chiến cực kỳ linh hoạt. Cả hai người đã phối hợp với nhau luân chuyển thanh gươm Key Blaster tấn công bằng màn phối hợp cực kỳ độc nhất, tạo thành một game chơi đôi áp đảo kẻ thù cả level lẫn sức mạnh. Đoạn tất sát Rider Kick của firm này mang tên Mighty Double Critical Strike. SA sẽ lao lên không trung, tạo ra nguồn năng lượng điện màu xanh cũng như cam bên phần chân của mình. Cả hai hình dạng của SA lao vào tấn công cái hồ với một cục đá gấp đôi năng lượng.